What's your name? My name is Phong. How old are you? I'm 8 years old. How old is your father? He is 40 years old. Đọc đi, con sẽ trả lời là he is 40 years old. He is 40 years old. How old is your mother? She is 40 years old. She is 40 years old. How old is your sister? She is 5 years old. She is 5 years old. What pet do you like? I like dogs. What toy do you like? I like JoJo. What pet do you have? I have a dog. What toy do you have? I have a JoJo. Được chưa? Rồi, bài này là chỉ bức tranh và nói cái người đó đang làm gì. Bây giờ ta phải thuộc này. Cooking là nấu ăn. Cooking, đang nấu ăn. Reading, đang đọc sách. Reading, đang đọc sách. Singing, đang hát. Singing. The drawing, đang vẽ. Watching TV, đang xem TV. Ok, cái này phải học thuộc nhá. Đọc lại. Cooking, reading, singing, drawing, watching TV. Rồi đến cái đoạn mà hỏi thời tiết. Thời tiết như thế nào là what's the weather like? What's the weather like? Khi mà cô giáo hỏi là what's the weather like và cô đưa cho cái hình, con phải thuộc này. It's sunny là trời có nắng. Trời nắng. It's sunny. It's sunny. It's rainy. It's rainy. It's rainy. Trời rainy. Mưa. It's windy. It's windy. It's windy. Trời có gió. It's cloudy. It's cloudy. It's cloudy. Trời nhiều mây. Thấy chưa? Cái này cô sẽ gửi cho con để về nhà con học cho thuộc nha. Yeah.